Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ vừa thông tin về việc mở đường bay và vận động tài trợ cho đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng. Để mở đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng, phía thành phố Cần Thơ và Đà Nẵng cam kết hỗ trợ cho Vietjet Air 18 tỷ đồng, tức mỗi địa phương 9 tỷ đồng, được trích từ nguồn vốn xã hội hóa trong năm đầu tiên. Ông Nguyễn Bắc Toán, Phó Giám đốc Thương mại Vietjet Air cho biết, đường bay Cần Thơ-Đà Nẵng và ngược lại được Vietjet Air khai thác với tần suất một tuần 3 chuyến với gần 1.100 chỗ. Thời gian bay mỗi chặng khoảng 1 giờ 30 phút. Cũng theo ông Toán, hiện đường bay này đã được Vietjet Air bán ra 2.500 vé khuyến mại với giá khởi điểm 99.000 một vé một lượt một người. Còn ông Lê Minh Sơn, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết, sau chuyến bay đầu tiên vào ngày 22 tháng 7 tới đây, tại Cần Thơ sẽ diễn ra buổi tọa đàm xúc tiến du lịch giữa thành phố Đà Nẵng và thành phố Cần Thơ nhằm kích cầu du lịch giữa vùng đồng bằng sông Cửu Long và các tỉnh thành miền Trung. Ông Sơn cũng khẳng định, nếu đường bay khai thác có hiệu quả, các bên sẽ đánh giá lại và có sự điều chỉnh mức độ hỗ trợ cho phù hợp.